Vâng, xin chào bác đến với kênh Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu với bác một mẫu xe địa hình mà em review rất nhiều về bên em rồi. Đó là mẫu địa hình Carbon Phantom Sportman. Còn hôm nay em về thêm một chiếc nữa. Và những mẫu model này thì rất nhiều các bác quan tâm. Thì hôm nay đây, em về một chiếc màu xanh đen. Xe cũng rất là mới. Em đánh giá khoảng trên 95%. Và đây cũng là một mẫu địa hình rất là hot. Vâng, xe vẫn là màu xanh, trắng đen, tông chủ đạo, màu xanh, rất là nhã. Và xe được một lớp sơn bóng trên khung xe, như một lớp phủ la lô, rất là khó sức lắm nhé. Đây là một mẫu địa hình Phantom Sportman mà đã dùng rất lâu rồi, em đã review rất nhiều những dòng xe này về, được rất nhiều các bác quan tâm. Hôm nay em về được thêm một chiếc nữa. Xe làm từ carbon. Đây bác phải nhẹ, bác có thể nghe thấy tiếng gõ rất là êm và nhỏ, rất là nhẹ bác nhá. Đây là những cái đường vân carbon trên bề mặt của khung xe đây, rất sáng và bóng. Đây là đường vân carbon, những cái thớ carbon nó hiện lên rõ trên khung xe, nổi bật luôn trên khung xe luôn. Một thương hiệu đến từ Mỹ. Lần này em về xe cũng rất là mới, trên 95%. Xe rất ít là sử dụng. Mẫu địa hình Phantom Sportman Carbon Team 1974 nhất. Có thể thấy rõ xe có độ mới của nó rất là gần như hoàn toàn. Và xe được người chủ cũ rất là giữ gìn và người chủ cũ lưng lưu quá nhá. Xe có size 26, đời cao vẫn được chạy dây êm sườn. Và rất nhiều các bác hỏi em về cái mẫu địa hình Carbon thì hôm nay em về thêm một chút nữa đây. Frame file size 17.5, tức là các size F. Thế là các bác thường có 6 1m7. Đây là mẫu địa hình Phantom Sportman Carbon mà được rất nhiều các bác đã quan tâm chia sẻ với em là mẫu địa hình rất là tốt. Dây âm sườn, ghi đông cổ phốt nguyên bản trong xe. Tay lắm cao su đúc cũng là một màu xanh đi với cùng màu tông xe xanh đen. Xe được trang bị với nguyên một group chính hãng của Shimano, 8 tầng lip. Phanh và bộ chuyển động của xe là đều của chính hãng Shimano các nhé. Đây, ghi đông cổ phốt nguyên bản cũng là rất là mới các nhé. Bên tay phải em là chuyển động 3 tầng đĩa chính hãng group Shimano. Tay lắm đây, em sẽ quay đi từng chi tiết cho bác xem. Xe có độ mới hoàn toàn trên 95%. Xe được người chủ cũ đi rất giữ gìn và giữ gìn. Đằng trước có biểu tượng của logo Sportman. Sóc dầu, phanh dầu. Và xe được trang bị với cặp Meyer bạc đạn chính hãng nguyên bản trong xe của Shimano. Vành nhôm chính hãng nguyên bản trong xe. Kích thước lốp 26 x 1.95. Lốp còn rất là mới các bác nhá. Đây, bề mặt lốp cũng còn cái gai của nó cũng còn nguyên bản trong xe đây. Rất là ít đi và sử dụng, ít sử dụng. Những bề mặt đi ti này các bác đi những địa hình đồi núi rất là bám sát mặt đường tốt hơn nhé. Và bên sóc thì có cái tay lắm khóa mở của giảm sóc. Bên phải em là điều chỉnh độ nhún của sóc. Cái màu xanh trắng này thì là cái màu tông màu xe carbon là đẹp nhất rồi của dòng Phantom. Yên Blue logo, yên hiệu, yên chính hãng ở bên kia. Và cái yên này đằng sau của nó là có thông số là 0.99/30. Tức là đây là gần một đô trên một phút. Tức là cái dòng yên xe này là dòng yên xe thuê xe đạp ở bên thị trường nước ngoài. Mà em đã review đánh giá rất là cao.
yên rất là êm các bác nhá, rất là dày, chân yên bề mặt yên đây. Đằng sau thì đỗ tay lắm quai giúp các bác di chuyển xe dễ dàng hơn, hoặc là các bác có thể dùng dụng cụ treo đồ đạc theo đằng sau xe đây, cũng linh phụ kiện của đi theo xe khi các bác đi những môi trường đi xa. Đây là dòng yên cao cấp, yên hiệu chính hãng, cũng là màu tông xanh đen. Đằng sau của xe cũng là nguyên bản theo xe, cặp vành Mayer bạc đạn chính hãng của Shimano cao cấp, còn rất là mới luôn, có thể thấy rõ đó. Xe được trang bị với củ đề Acera Shimano chính hãng. Bên tầng đĩa của em đây, 3 tầng đĩa Shimano chính hãng. Đùi đĩa của nó đây, đùi đĩa Shimano còn rất là mới. Các bác có thể thấy rõ đùi đĩa những đi rồi thì hầu như có vết xước đây, đùi đĩa của em mà gần như là mới hoàn toàn đấy, có thể thấy rõ đây những vết bụi em về em chưa đau qua đâu. Những cái dòng địa hình Sportman này là rất nhiều các bác quan tâm, hôm nay em về hôm trước đấy. Bên em đi vòng củ đề Shimano Antut chính hãng nhưng bản nó xe. Phanh dầu thủy lực Mayer Shimano bạc đạn chính hãng. Xích và líp còn rất là mới, bác sẽ thấy rõ. Em quay bác xe đây, xích líp đây, nguyên bản theo xe, xích líp và của Shimano luôn. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Lên líp đây, chuyển động rất là mượt mà, xe rất ít sử dụng thôi nhá. Xích và líp nguyên bản theo xe, 4 líp, 8 tầng líp của Shimano chính hãng cộng với bộ líp Shimano bạc đạn nguyên bản, rất bon và mượt. Ba trên bên đây là 3 tầng đĩa, 4 đĩa. Vâng, lên đĩa, hoạt động rất là trơn tru và hầu như không một lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Xích líp của xe có thể thấy rõ là vẫn còn rất là mới. Và xe Phantom Sportman này được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao nhé. Đây là một mẫu địa hình rất hot bên em. Và xe có giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Xe nguyên bộ group Shimano chính hãng. Và các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp đến đăng ký vào kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.